đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy, thì hãy theo thầy. Và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta mừng kính lễ thánh Lorenzo, phó tế tử đạo. Thánh Lorenzo, ngài sống vào giữa thế kỷ thứ 3. Thời đó, hoàng đế Roma đang bách hại Kitô giáo. Đức Sixto cùng với 7 thầy phó tế đã bị bắt xử tử. Thánh Lorenzo là một trong 7 vị phó tế được tuyển chọn để phục vụ cộng đoàn. Khi mà 6 vị phó tế kia bị bắt cùng với Đức Sixto, thầy phó tế Lorenzo nói với Đức Giáo Hoàng Sixto: "Thầy đi đâu vậy? Thầy đi đâu mà không cho trò này theo?" Đức Sixto nói: "Con cứ an tâm, chỉ mấy ngày nữa thôi, con sẽ được đi theo thầy." Và quả thật, chỉ 3 ngày sau đó, quan quân đã đến bắt thầy phó tế Lorenzo. Bởi vì thầy phó tế Lorenzo là người quản lý các tài sản của giáo hội tại Roma thời đó, cho nên hoàng đế cho 3 ngày để thầy phó tế Lorenzo có thể thu xếp giấy tờ thống kê của cải của giáo hội để nộp lại cho hoàng đế. Trong vòng thời gian 3 ngày đó, thầy phó tế Lorenzo mang của cải phân phát cho những người nghèo khó trong thành. Những gì là quý giá bán đi, phân phát hết. Và sau 3 ngày, thầy dẫn rất là nhiều người tới với hoàng đế và nói với hoàng đế rằng đây là tài sản của giáo hội. Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, các vị tử đạo đã chung kiên với Chúa, hôm nay mừng lễ Thánh Lorenzo, phó tế tử đạo. Ngài đã chung kiên với Chúa, trung tín trong công việc quản lý Chúa Trao Phó, lấy con người làm trung tâm, lấy con người làm trung tâm. Đây là tài sản của hội thánh, đây là tài sản của giáo hội, con người, những người nghèo trước mắt hoàng đế đây. Trong những ngày vừa qua, tôi có dịp tháp tùng Đức Nguyên Giáo Mục Giáo Phận Kon Tum, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh. Đi tới đâu, ngài cũng nhấn mạnh phải đào tạo giới trẻ. Tiền bạc, sức lực, đầu tư vào việc đào luyện, chăm sóc để cho người trẻ, thế hệ tương lai được học hành. Ngài nói không có lý do gì mà con em của quý vị phải nghỉ học cả. Con em người công giáo phải được học, học để trở nên người. Làm sao để trở nên người tốt, đừng có lừa người khác và cũng đừng để người khác lừa mình. Tương lai của hội thánh, tương lai của xã hội, xã hội có thay đổi được là nhờ những con người, những người trẻ trong tương lai. Và hội thánh có phát triển được và những con người có đức tin trưởng thành được nhờ những người trẻ phải đào luyện, phải học. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, con người là trung tâm của hoạt động bất cứ của xã hội nào hay của giáo hội. Con người là trung tâm, chứ không phải con người là phương tiện. Con người là trung tâm, là mục đích. Cho nên mừng lễ
Kính Thánh Phó Tế Lorenzo tử đạo ngày hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết quý trọng con người, nhất là chúng ta để ý tới các thế hệ tương lai con em của chúng ta, để chúng ta cho chúng ăn học, để chúng ta đào luyện con em của chúng ta không những được học, được lớn lên với kiến thức của xã hội, để chúng trở nên người trưởng thành mà học trong đức tin, trong lòng mến Chúa, để sau này các em có thể phụng sự Chúa. Cảm ơn ông bà và anh chị em, và xin Thánh Phó Tế Tử Đạo Lorenzo cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giám Mục Lorenzo, Chu Văn Minh, Đức Giám Mục Phụ Tá của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Chúng ta cầu nguyện cho những anh, những em, những ông mang thánh hiệu Phó Tế Lorenzo. Và Phó Tế Lorenzo Tử Đạo cũng là bổn mạng thứ ba của thành Roma. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Cảm ơn ông bà và anh chị em.